Chào mọi người, trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách phân biệt vùng kháng cự và vùng hỗ trợ trong mắt kịch trong biểu đồ nến. Thì ở đây vùng kháng cự và vùng hỗ trợ là gì? Thì vùng kháng cự là cái vùng mà khi mà tới cái mức giá đó, mọi người có xu hướng là bán ra, thì cái vùng đó gọi là cái vùng kháng cự. Còn cái vùng hỗ trợ là cái vùng mà khi mà tới cái mức giá đó, mọi người có xu hướng là mua vào, thì cái vùng đó gọi là vùng hỗ trợ. Thì ở đây vùng kháng cự là những cái đỉnh có màu đỏ này, những cái đỉnh có màu đỏ này. Còn vùng hỗ trợ là những cái vùng mà có cái đáy màu xanh này, thì được gọi là vùng hỗ trợ. Đây vùng kháng cự này, vùng màu đỏ, kháng cự vùng màu đỏ, còn vùng hỗ trợ là vùng màu xanh. Tiếp theo là mình nói về vùng kháng cự và vùng hỗ trợ mạnh yếu. Thì vùng vùng hỗ trợ mạnh là vùng mà khi mà tới cái mức giá đó, mọi người có xu hướng là mua vào. Thì ở cái chỗ cái mức giá đó thì nó được kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Ví dụ đây này, khi mà nó đến cái mức giá này, mọi người có xu hướng là mua vào nên cái giá tăng lên nè. Và khi mà nó xuống lại một lần nữa, mọi người lại có xu hướng mua vào và cái giá tăng lên. Thì những cái vùng hỗ trợ này gọi là vùng hỗ trợ mạnh. Còn những cái vùng hỗ trợ yếu này thì nó xuống một lần nè. Đây hỗ trợ yếu nè. Còn cái vùng kháng cự mạnh tương tự là cũng là khi mà đến cái mức giá đó, nhiều người có xu hướng là bán ra. Thì ở cái mức giá đó nó được test đi test lại, nó được kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Thì cái đó được gọi là vùng kháng cự mạnh. Ví dụ đây này, khi mà đến mức giá này mọi người có xu hướng bán ra. Đó, và khi mà tăng lên này, tăng lên bán ra tiếp, tăng lên bán ra tiếp thì cái này nó tới 4 lần. Nó lên vùng giá này 4 lần và mọi người đều bán ra, nơi đại xuống nên cái vùng này được gọi là vùng kháng cự mạnh. Còn cái vùng kháng cự yếu này, ví dụ đỉnh đây nó lên chỉ có một lần này, cái vùng giá này nè, cái đỉnh này chỉ có một lần nè, thì nó xuống nè và đây nó lên nó vượt qua luôn nè. Tương tự cái đây, cái này là nó lên một lần nè, nó xuống và nó khi mà lên một lần nữa nó xuống và lên nó cái này vượt qua luôn, cái này là 2 lần nè. Thì ở đây có thể mình nói cái vùng này kháng cự yếu, còn cái vùng này kháng cự trung bình nè, còn cái vùng này kháng cự mạnh. Cứ mà nó test đi test lại nhiều lần á, nó kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần thì cái vùng đó gọi là cái vùng kháng cự mạnh. Còn cái vùng hỗ trợ mạnh là khi mà nó xuống mức giá đó, mọi người có xu hướng là mua vào á, và cái vùng đó được test đi test lại càng nhiều lần á thì cái vùng hỗ trợ đó nó càng mạnh. Thì ở đây hỗ trợ mạnh nè, ở đây test cái đáy này được test lại 2 lần nè, 2 lần thì nó mạnh, còn này là yếu nè, một lần thì so với hai cái này thì cái vùng hỗ trợ này mạnh hơn đó, test 2 lần, nếu mà test lại 3 4 lần thì nó càng mạnh hơn. Còn cái vùng kháng cự yếu này thì nó cái đỉnh này được test có một lần này, được kiểm tra giá chỉ có một lần thôi, còn cái này 2 lần nè, cứ lên tới này mọi người bán ra này, lên tới này mọi người bán ra thì nó kháng cự chỉ có 2 lần, nó test lại 2 lần, nó kiểm tra lại 2 lần. Còn cái vùng kháng cự này mạnh này, tại vì test lại từ 4 lần này, khi lên này thì mọi người bán ra nó giảm xuống, lên này mọi người bán ra giảm xuống, đó tương tự thì nó test lại, nó kiểm tra đi kiểm tra lại 4 lần. Thì đây là vùng kháng cự mạnh. Thì ở trong phân tích kỹ thuật có một hiện tượng là vùng hỗ trợ sau khi bị phá vỡ có thể chuyển thành vùng kháng cự. Ngược lại, vùng kháng cự sau khi bị phá vỡ cũng có thể chuyển thành vùng hỗ trợ. Thì hỗ trợ chuyển thành kháng cự và kháng cự cũng có khả năng chuyển thành hỗ trợ. Thì ở đây mình thấy này, cái vùng đây là vùng hỗ trợ nè. Khi mà cái giá này nó phá qua cái vùng hỗ trợ này thì có khả năng là cái vùng hỗ trợ này trở thành vùng kháng cự. Đây, cái nó chuyển thành vùng kháng cự là cái đỉnh nè. Đó, xuống này nè. Hỗ trợ này lên này là cái vùng kháng cự này, thì nó tương ứng với cái vùng hỗ trợ trước đó, đây tương ứng vùng này. Thì ở đây tương tự này, cái giá này phá qua này, phá qua cái vùng hỗ trợ này thì rất có thể là cái vùng hỗ trợ này nó chuyển thành vùng kháng cự. Đây, nó chuyển thành vùng kháng cự bên này này, bên này là ba đỉnh này đó. Thì ở đây mình nói về cái vùng hỗ trợ chuyển thành kháng cự. Tiếp theo là mình nói về kháng cự chuyển thành hỗ trợ. Thì ở đây là vùng kháng cự nè. Khi mà cái giá nó phá qua cái vùng kháng cự này, phá qua vùng kháng cự này
thì Rockefeller cái vùng kháng cự này nó chuyển thành cái vùng hỗ trợ đó, trở thành vùng hỗ trợ này, lên này xuống này thì này trở thành vùng hỗ trợ. Và tương tự cái này giá nó phá qua nè, phá qua này thì cái vùng kháng cự này nó trở thành vùng hỗ trợ nè, đó giá xuống nè, nó trở thành cái đáy nè, cái đỉnh trở thành cái đáy đây, cái đỉnh đây trở thành cái đáy, cái giá đáy bên này đó, này tương tự nè. Thì ở đây cái vùng hỗ trợ có thể chuyển thành vùng kháng cự và ngược lại cái vùng kháng cự có thể chuyển thành cái vùng hỗ trợ. Thì ở đây mọi người chú ý ở cái điểm này, thì cái biểu đồ nó có cái xu hướng tăng khi mà cái vùng hỗ trợ sau á nó cao hơn cái vùng hỗ trợ trước, và cái vùng kháng cự sau nó cao hơn vùng kháng cự trước. Ở đây này, vùng kháng cự thứ ba cao hơn vùng kháng cự số 1 nè, vùng hỗ trợ số 4 cao hơn vùng hỗ trợ số 2 nè. Đó, thì cái giá của đồ thị đang trong cái xu hướng tăng, biểu thị là cái giá của đồ thị trong cái xu hướng tăng. Còn khi mà cái vùng hỗ trợ sau nó thấp hơn vùng hỗ trợ trước, đây ví dụ cái 3 thấp hơn cái 1 nè, và vùng kháng cự sau thấp hơn vùng kháng cự trước, thì biểu thị cho cái giá của biểu đồ đang trong một cái xu hướng giảm. Đó, thì bây giờ mình sẽ qua cái trading view để mình vẽ cái vùng kháng cự và vùng hỗ trợ cho mọi người thấy. Thì đầu tiên mình sẽ vô cái trading view. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái đồng coin mà mình cần vẽ vùng hỗ trợ và vùng kháng cự. Ví dụ đây mình chọn cái đồng Bitcoin đi. Đang click vô Bitcoin nè. Rồi mình click vô này để xem biểu đồ. Thì trước khi mà vẽ cái vùng kháng cự và vùng hỗ trợ cho cái biểu đồ thì mình cần xác định là mình phân tích cái biểu đồ trong cái khung thời gian nào, ví dụ 45 phút nè, 1 giờ, 4 giờ, hoặc là một ngày, một tuần và một tháng. Thì ở đây ví dụ đây mình phân tích biểu đồ một ngày đi, biểu đồ ngày thì mỗi cái nến này tương ứng với một ngày. Thì đây để mình vẽ cái vùng kháng cự và vùng hỗ trợ thì mình phóng to cái biểu đồ này lên. Rồi mình kéo nó cao lên. Rồi đầu tiên mình sẽ vô đây mình xác định những cái đỉnh và cái đáy. Đây. Thì ở đây là đỉnh nè. Đỉnh nè. Đó, đỉnh. Và những cái này là cái đáy nè. Thì ở đây những cái đáy là được gọi là những cái vùng hỗ trợ này. Những cái đáy này gọi là những cái vùng hỗ trợ. Và những cái đỉnh này gọi là những cái vùng kháng cự nè. Và đây mình sẽ xác định cái vùng kháng cự mạnh và vùng kháng cự yếu. Tương tự là vùng hỗ trợ mạnh và vùng hỗ trợ yếu bằng cách là mình nói những cái đáy nó có cùng giá với nhau. Ví dụ đây hai cái đáy này có cùng giá nè. Mình sẽ nói hai cái này. Thì mình vô cái này, vô cái chỗ này. Chọn cái trend line nè. Thì khi mà vẽ mọi người click vô một cái và nhấn shift để cho nó vẽ cho nó thẳng đường trên line cho nó thẳng đó. Thì mình nối hai đáy này với nhau nè, đây hai đỉnh này nè, hai đỉnh này mình nối với nhau, vùng kháng cự nè, chọn vô này. Đây mình kéo này lên chút nữa. Thì khi mà nói những cái vùng hỗ trợ có cùng giá với nhau á thì nó thành một cái đường trên line như thế này, và tương tự những cái đỉnh kháng cự có cùng giá với nhau thì nó thành một cái đường trên line như thế này. Thì mình sẽ xác định được cái vùng hỗ trợ mạnh và những cái vùng kháng cự mạnh. Ví dụ đây vùng hỗ trợ mạnh này thì khi mà nó xuống ngay cái giá mà khoảng 10 18.5 18.5 và 18.4 á thì cái giá nó đi lên nè. Đó. Nó xuống hồi lên tiếp, qua đây nó test lại này, nó kiểm tra lại, nó xuống nó lên, thì cái vùng mà 18 chấm thì cái vùng giá 18 năm này là cái vùng mà hỗ trợ mạnh, vùng hỗ trợ mạnh thì cái giá nó khó vượt qua cái vùng này. Thì nếu mà cái giá nó vượt qua cái vùng này á, thì nó sẽ xuống những cái mức mà thấp hơn nữa, có khả năng nó lao dốc nó xuống những cái mức thấp hơn. Và tương tự những cái đỉnh này mình nói những cái đỉnh này với nhau thì ở đây là cái vùng kháng cự mạnh nè, khi mà lên giá này á thì nó mua mọi người bán xuống nè, lên giá này mọi người bán xuống và lên cái giá này mọi người bán xuống nè, đó lên giá này mọi người bán xuống. Thì cái này nó nói ba cái vùng kháng cự với nhau nè,
Thì ở đây cái vùng kháng cự là giá 21, khoảng 21.500 á. Thì cái vùng kháng cự này là vùng kháng cự mạnh nè. Còn những cái vùng kháng cự này, vùng kháng cự yếu nè, nó lên chỉ một lần thôi, này chỉ một lần, này chỉ một lần. Hoặc là những cái vùng hỗ trợ này là những cái vùng hỗ trợ yếu nè, thì nó xuống chỉ có một lần cái mức giá này thôi. Đó. Đây đây, này yếu nè. Còn cái này với cái này thì mình cũng có thể vẽ thành một cái đường trend line ngay chỗ cái này. Thì ở đây cái vùng kháng cự mạnh là những cái vùng mà cái đường trên lại đi qua nè. Thì khi mà nối những cái đỉnh này với nhau nè, thì cái giá này nó được kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần nè. Khi mà lên mức giá này mọi người bán ra nè, thì nó gọi là cái đường kháng cự mạnh. Còn những cái vùng kháng cự yếu á, thì nó qua chỉ có một lần thôi. Đây, kháng cự yếu nè, một hai lần. Còn cái vùng hỗ trợ đây, vùng hỗ trợ mạnh nè, thì cái giá mà khi mà xuống đây mọi người có xu hướng là mua lên nè, thì nó được kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần này. Đây một lần này, thì hai lần này, ba lần này. Thì cái vùng này là cái vùng hỗ trợ mạnh. Còn những cái vùng hỗ trợ yếu như vùng này này, một lần này, vùng này một lần này và vùng này hai lần này. Thì trong video này mình đã hướng dẫn mọi người cách phân biệt vùng kháng cự và vùng hỗ trợ trong MACD. Hy vọng video giúp ích nhiều cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.